Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 9 năm 2023. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những mặt hàng lan đẹp ạ. Những mặt hàng lan đẹp này, những cái dòng hàng lan thuần và rất là nhiều những cái mặt hàng kg, và đặc biệt là những cái cây giáng hương đuôi cáo, hàng lá xếp cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Đặc biệt thì hôm nay bên em vẫn có rất là nhiều những cái dòng hàng lan rừng mà giá siêu rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Giá cực kỳ là rẻ luôn, nên cô chú anh chị có thể nhanh tay sưu tầm cái thời điểm ghép lan rừng đang rất là tuyệt vời trong năm rồi đấy ạ. Em xin phép được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây lan Mỹ Dung Dạ Hương ạ. Hàng lá xếp và xanh mướt cực đẹp luôn. Cây này thì vô cùng dễ thuần dễ chăm, mà đặc biệt là hoa siêu thơm cô chú anh chị nhé, và rất là thơm, đặc biệt là vào buổi tối cô chú anh chị ạ. Mỹ Dung Dạ Hương này hoa trắng gần như là quế luôn, mà rất là thơm, và đặc biệt là buổi tối ạ. Em bán Mỹ Dung Dạ Hương này với giá là 130.000 cho 1 kg thôi ạ. Và tiếp sau bên này đây thì em có những cây giáng hương tam bảo sắc, hàng lá xếp rất là xinh luôn cô chú anh chị này. Đó, hàng về tươi giói luôn. Và cái hàng này thì mỗi một cây có thể cho từ 1 cho đến 2 vòi hoa đẹp hết rồi nhá. Cây này thì cô chú anh chị về trồng đảm bảo khỏe cây và ít xuống lá nhất, bởi vì cây này vừa tầm ghép và tầm bây giờ đang lại mùa ra rễ rất là đẹp của cái dòng tam bảo sắc này cô chú anh chị ạ. Dòng hàng quốc dân, hàng lá xếp rất là đẹp, cây đều. Giá chỉ có 140.000 cho 1 kg thôi. Và sau bên này đây thì em có cái dòng lan kiều vàng ạ. Cái dòng kiều vàng cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái hàng kiều vàng, hàng cắt tỉa gọn ghẽ và xanh mướt như thế này. Đó, hứa hẹn cho một mùa hoa xuân với những chùm hoa rực rỡ đây ạ. Em bán cái dòng kiều vàng này chỉ có giá 170.000 trong 1 kg thôi. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo dề, theo lô. Lát em sẽ giới thiệu bên kia cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo môi tua hay là hoàng long vĩ, hàng xanh mướt như thế này, hứa hẹn cho một mùa hoa xuân tuyệt vời đấy ạ. Giá em bán là 120.000 cho 1 kg dòng lan hoàng long vĩ nhé. Và sang bên đây thì em có cái dòng lan, đây là cái dòng lan hoa sẽ nở nhiều mùa. Em thấy là rất là nở rất là nhiều lần trong năm luôn. Là dòng lan hạc đỉnh hồng, nhưng chủ yếu là nở hoa thời điểm Tết cô chú anh chị ạ. Cái dòng hạc đỉnh hồng này với giá chỉ có 60.000 trong 1 kg thôi ạ. Và dòng lan ngọc thạch 3 màu ạ, dòng lan ngọc thạch 3 màu Bắc, mà hàng thì đảm bảo là chuẩn cái thời điểm 3 màu, với 3 màu sắc rất là đẹp luôn cái dòng ngọc thạch 3 màu Bắc này. Thời điểm bây giờ thì cây đang bắt đầu là thu ngọn và xuống lá hết rồi. Và dòng ngọc thạch 3 màu thì em cũng không có nhiều hàng đâu ạ. Và với giá em bán chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Đó, cô chú anh chị biết rồi, riêng cái dòng ngọc thạch không dưới 150 1 kg đúng không ạ? Thường là 170, 180. Hiện tại với giá là 120 cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Bây giờ cây cũng đã bắt đầu là thắt hút hết rồi, mà hàng cũng cắt tỉa rất là kỹ luôn. Giá thì rẻ, siêu rẻ. Chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn, bởi vì đùi gà tròn Cao Bằng dao động 170 cho đến 200.000. Thì hiện tại em để là 150.000 trong 1 kg. Hàng đảm bảo cắt tỉa đẹp cho cô chú anh chị mình. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cây hoàng nhạn rừng. Và cái hàng cây rất là xinh đẹp luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, hàng rừng mà tuyển chọn, những cây mà chọn lựa rất là kỹ luôn, đảm bảo ít lỗi lá nhất ạ. Và những cái cây nhạn rừng thì so với nhạn vườn nó không có được to như vậy. Tuy nhiên thì cô chú anh chị biết rồi, xuất phát từ những cây nhạn vườn cũng là những cây nhạn rừng này, chẳng qua về nhà vườn người ta chăm sóc kỹ thì cây sẽ lên to, không khác gì cái cây nhạn 4N luôn cô chú anh chị ạ. Đó, thì những cây nhạn như thế này thì nhà vườn người ta vào vườn phải nói là rất là dôi cây giống và ra bán, mỗi một cây rất là đắt đỏ đúng không ạ. Hoàng nhạn rừng này bán hàng cây giống giao lưu của cô chú anh chị là 550.000 cho 1 kg. Em bán từ 0,1 kg. Đấy, nói đến từ 550.000 cô chú anh chị thấy là nhiều, nhưng em bán từ 0,1 kg rồi. Đây cô chú anh chị này, một lô 0,1 kg, tức là 55.000 cô chú anh chị được rất là nhiều cây giống hoàng nhạn như này, tức là rơi vào 6 cho đến 7 8 cây luôn cô chú anh chị nhé. Chỉ với giá có 55.000, tức là mỗi cây không đến 10.000 đâu ạ. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hài dâu xanh. Cái dòng hàng lan hài mà thời điểm bây giờ cây đang bắt đầu lên những mầm chồi tơ mới vừa qua mùi hoa xong của chú anh chị ạ. Đấy, cái dòng lan hài dâu xanh với giá chỉ có 90.000 trong 1 kg thôi. Hoa với những cái chiếc dâu, với những cái bông hoa mang hình dáng chiếc hài và những cái dòng tròm dâu xoăn tít hai bên cạnh nhìn rất là độc đáo và đẹp luôn đấy ạ. Sang bên này đây thì em cũng có dòng lan hài
và đó là cái dòng lan hài Henry. Một cái dòng lan hài với bông hoa tím hồng phải nói là cực kỳ là xinh luôn. Cây hàng về tươi giói này, dòng này thì dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hài Henry này. Đó, hình dáng chiếc hài màu hồng rất là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Em bán với giá 1kg chỉ có giá 130.000 cho 1kg thôi, dễ thuần dễ chăm. Và dòng này thì phải nói siêu sai bông luôn cô chú anh chị ạ, rất là sai bông. Cô chú anh chị nhìn những cái vòi hoa cũ của nó này, chi chít hoa luôn. Em bán được 0,3kg tức là 39.000, cô chú anh chị có thể ghép được khoảng tầm 3 chậu Henry nhá cô chú anh chị nhá. Với những hình dáng chiếc hài màu hồng rất là đẹp như thế này đấy ạ. Sang bên này đây thì em còn có một cái lô hoàng thảo nghệ tâm duy nhất, hay còn có tên là thạch thảo duyên dáng đấy ạ. Cả lô nghệ tâm này em bán với giá là 40.000 đấy cô chú anh chị này. Rồi ạ, bên này đây sẽ là những cái cây đai châu rừng. Đai châu rừng bóc trụ. Hàng hiện tại thì em thấy là đã bắt đầu là nhú nụ rồi luôn đấy ạ. Có những cây đã bắt đầu nhú nụ rồi đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, hàng lá đủ nắng đủ gió và vàng óng rất là đẹp như thế này. Đó, ngà sắc vàng rất là đẹp như này, đảm bảo là hoa cực kỳ là sai và đẹp cho cô chú anh chị mình luôn. Giá em bán ở đây chỉ có giá 230.000 trong 1kg thôi. Và số cây ở đây nó sẽ rơi khoảng tầm 5 cho đến 8 cây nhé. 5 cho đến 8 cây trên 1kg cái châu rừng. Cô chú anh chị mình chọn kỹ, cũng có thể chọn theo hình bên kia. Còn bên này đây sẽ là những cây đai châu Thái, hàng bản lá mít siêu đẹp đúng không ạ? Hàng bản lá mít lá gân này, cái bản lá to đùng luôn như thế này cô chú anh chị ạ. Đấy, đây là cái hàng bóc trụ của vườn Việt Nam mình nhá. Nên là hàng đảm bảo là không có lỗi lá và đảm bảo cây giống khỏe và đẹp nhất để cô chú anh chị có thể lên trụ lên trụ đẹp tuyệt vời ạ. Giá em bán ở đây là 380.000 cho 1kg. Đó, số cây sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 5 cây trên 1kg cô chú anh chị ạ. 1kg để cô chú anh chị có thể có một trụ lan rất là đẹp rồi. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em cũng được. Lát này em cũng có hàng theo hình. Còn ở đây thì em còn có thêm những cái lô kiều vuông cánh trắng. Những cái lô kiều vuông cánh trắng bán này. Cái lô kiều vuông này em gọi là lô số 1 này. Về là một chậu quá đẹp luôn đúng không ạ? Kích hoa nở thời điểm Tết được luôn cô chú anh chị nhá. Đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa đẹp 60.000 thôi. Lô số 2 70.000 và lô số 3 mới một rề cái bản lá tròn vo luôn cũng 70.000. Và bên này thì em còn có những cái lô dáng hương đuôi sắc này. Em còn có hai lô dáng hương đuôi sắc duy nhất thôi, lô số 1 đấy ạ. 40.000 nhá. Chỗ này cô chú anh chị làm một cái giò sóc quá đẹp đúng không ạ? Những cây lá xếp vê rất là tuyệt vời luôn. Lô số 2 cũng 40.000 thôi cô chú anh chị này. Đó, hai lô dáng hương đuôi sắc và bên này là em có hai cái lô dáng hương bạch nhạn. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoa màu trắng đây ạ. Cây bạch nhạn rất là đẹp luôn. Lô này em gọi là lô số 1 đây cô chú anh chị. Một cái lô dáng hương bạch nhạn như thế này em bán cả lô này với giá là 60.000 nhá. Và lô số 2, đó, lô số 2 đây. Lô số 2 thì có 3 cây rất là to. Đó. Lô số 2 này có 2 cây rất là to và thêm 2 cây nhỏ nữa này. Thêm 3 cây nhỏ nữa. Đó, chỗ này thì cô chú anh chị về làm một chậu cũng rất là đẹp luôn. Lô số 2 này em bán với giá là 55.000 cho lô số 2 nhá. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái giò đen đô xuân phải nói là siêu VIP luôn ạ. Những cây đen đô xuân hàng bản lá mít nhé. Bản lá mít và lá úp thìa tròn mít, lá to rất là đẹp luôn. Và mỗi một thân thì to đùng như cái ngón tay cái luôn ạ. Đó. Và mỗi một chậu như thế này rơi vào ít nhất là từ 5 thân trở lên nhé. 5 thân trở lên, chiều cao sẽ rơi từ 45 cho đến 60 cm. Và một cái giò đen đô xuân VIP và đẹp như thế này ạ, thực sự phải nói rất là tuyệt vời. Những cái giò này mà nở hoa thì chắc chắn là cho cô chú anh chị một cái tác phẩm phải nói là xuất sắc. Em bán một giò như vậy với giá chỉ có 170.000 thôi. Bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình luôn. Không nơi nào người ta bán một cái giò đen đô xuân đẹp như thế này dưới giá 200.000 đâu ạ. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng đen đô xuân. Đấy, mặt bông nào cũng đều rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và đặc biệt là rất là sai hoa. Đặc biệt rất là sai hoa cô chú anh chị biết rồi. Đó, có những cái mặt hoa rất là đẹp như thế này. Nói chung là mặt hoa nào cũng rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đấy ạ. Một cái chậu mà chỉ có hai thân thôi cô chú anh chị cũng có thể thấy là nó đẹp tuyệt vời như thế này rồi. Đó, và riêng một chậu như thế này hai thân hàng Tết bình thường người ta phải bán tầm trên 200.000 đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ hiện tại là một cái chậu mà siêu VIP và đẹp như thế này, chậu rơi từ 5 thân trở lên, cao vút tuyệt vời như vậy thì giá chỉ có 170.000 thôi. Cô chú anh chị thấy là bây giờ cây đã bắt đầu thắt ngọn hết rồi. À, về cô chú anh chị mình có thể kích hoa để nó nở đúng cái thời điểm Tết tuyệt vời luôn cho mình rồi đấy cô chú anh chị ạ. À, bên này đây sẽ là những cái giò đen đô úc mắt đen này. Cô chú anh chị nhìn những cái giò đen đô xuân với cả đen đô úc mắt đen này rất là giống nhau đúng không ạ? Tuy nhiên thì những cái giò đen đô úc mắt đen này thì cái lá của nó chắc chắn một điều là lá của nó sẽ nhọn và nhỏ hơn này, chứ không phải là lá to mít như cái cây bên kia cô chú anh chị nhé, dòng đen đô xuân. Còn đây là đen đô úc mắt đen, mỗi một cái chậu cũng phải tầm hơn chục thân, cũng đã đứng thắt ngọn hết rồi. Nặng chĩu tay như thế này.
Đó, cũng hứa hẹn cho một mùa hoa Tết, một cái tác phẩm tuyệt vời, giá 230.000 cho một giỏ. À, tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Cái giò thiên cung lữ bố, một cái chậu hơn chục thân, đếm sơ sơ hơn chục thân nhé, hạc vĩ thiên cung lữ bố. Đếm sơ sơ hơn chục thân, cô chú anh chị ạ. Chậu nào cũng như chậu nào, đảm bảo cô chú anh chị. Cây đã đứng ngọn và thắt ngọn hết rồi ạ. Đây ạ. Giò hơn chục thân đẹp như thế này. Thì một giò như thế này thì em xin phép chỉ bán với giá có 110.000 cho một giò thôi. 110.000 trong cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố này thôi cô chú anh chị ạ. Đây, cô chú anh chị cùng em ngắm mặt hoa của thiên cung lữ bố đây. Đó, nó rất là đậm màu, rất là tuyệt vời, xuất sắc như thế này. Chắc chắn một cái giò sẽ khi mà nó nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn cô chú anh chị ạ. 110.000 mà trước đây mỗi một thân thiên cung lữ bố này người ta bán hơn 100.000 một thân cơ cô chú anh chị. Bây giờ một chậu đẹp tuyệt vời như vậy với giá chỉ có 110.000. Rồi tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu hồng gấm này. Đó, những cây đai châu hồng gấm này ạ, hoa đặc điểm là hoa nở canh quanh năm ạ. Và hôm nay về thì những cái mặt hoa của đai châu hồng gấm này mặt bông rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đó, mặt bông của hàng hôm nay về đậm đà và rất là đẹp luôn, mà mặt hoa rất là thơm. Cây hoa này thì nó nở quanh năm cô chú anh chị ạ, nở quanh năm luôn ạ. Hiện tại thì cây đang nở hoa như thế này rất là đẹp luôn. Và một bộ chậu châu hồng gấm như vậy em bán với giá chỉ có 110.000 nhá. Hiện tại đang hoa và cũng có thể là nó đều đang hoa như thế này hết rồi. Cái lô này thì về rất là ưng ý và đặc biệt là chọn được cái mặt hoa nó rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Chọn mặt hoa rất là đẹp như thế này. 110.000 cho một cái chậu châu hồng gấm này. Cô chú anh chị là một cặp là 220. Đảm bảo cô chú anh chị có một cái chậu châu hồng gấm quá là xinh đẹp để mà thưởng thức hoa quanh năm rồi. Và đặc biệt ạ, là những hôm nay thì em lại sưu tầm được một cái lô mà cây Corat Koki nhá. Cây Koki đấy ạ. Cây Koki là một cái dòng lan lai giữa hoàng nhạn và cây cửu bảo tiên. Ra cái mặt bông phải nói là những siêu phẩm, những tác phẩm tuyệt vời. Đây là dòng hoa Corat Koki đây cô chú anh chị. Đó, những hoa của cây Koki nó đẹp như thế này. Đó. Sắc đẹp của dòng cửu bảo tiên và hương thơm của dòng cái hương thơm của cái dòng mà là dòng dòng hoàng nhạn, nói chung là tạo ra một cái tác phẩm cây lan rất là đẹp. Những cái chậu như thế này là sang năm là sẽ cho cô chú anh chị mình hoa rồi. Một chậu gồm có hai cây đôi cô chú anh chị ạ. Chậu là hai cây đôi nhé cô chú anh chị nhé, một cặp cây, một cặp đôi hai cây như thế này. Đó, trồng đến sang năm sẽ cho hoa. Giá em bán ở đây cũng chỉ có giá 110.000 thôi. Đó, cái dòng này thì không có nhiều hàng cô chú anh chị ạ, thỉnh thoảng thì mới có hàng về thôi cô chú anh chị nhá. Nhanh tay sưu tầm đi ạ. Là những cây thiên nga. Cái dòng thiên nga ấy thì ở đây thì em đang có hiện tại đang có bốn mặt bông. Cô chú anh chị nhìn thấy cho em là mỗi một cây thiên nga giả hành căng mướt này và nó rơi vào năm thứ ba, thứ tư hết rồi đúng không ạ? Năm thứ ba hết, thứ tư hết rồi và cây hiện tại đã bắt đầu là cứng cáp và chuẩn bị cho hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đang xuống lá và đang chuẩn bị cho hoa. Có những cây đã bắt đầu là lên lên mầm hoa, lên mầm, chuẩn bị lên mầm hoa, mầm nụ rồi. Em có ba màu sắc này, chỉ có giá 60.000 trong một cây thôi cô chú anh chị ạ. Xanh cốm này, đỏ này và màu nâu đốm đây cô chú anh chị nhé. Mặt bông nào thì cũng rất là xuất sắc và đặc biệt là có cả màu đen nữa. Màu đen người ta còn nói rằng là tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí, là cái ngọc trai đen đấy cô chú anh chị. Đây ạ. Giả hành rất là khỏe và rất là đẹp như thế này. Chậu 60.000 cho một chậu và cô chú anh chị lấy một combo 4 cây chỉ có số tiền là 240.000 thôi cô chú anh chị ạ. Mà trên thị trường thì giá của cây thiên nga này người ta bán không hề rẻ một chút xíu nào luôn cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Giá trên thị trường nhiều nơi người ta bán đến 170.000 cho một cây cơ cô chú anh chị ạ, không hề rẻ nhá cô chú anh chị nhá. Là cô chú anh chị có thể nhanh tay sưu tầm những cây thiên nga quá là đẹp như này. Thơm nhá. Và rất là đẹp luôn, cái cây thiên nga chuẩn bị cho mùa hoa tới ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cây hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc, cái dòng này thì hàng cũng không có nhiều nhá cô chú anh chị nhá. Một trong những cái mặt bông lan rừng phải nói là đẹp và đáng chơi nhất cô chú anh chị ạ. Thân thắt đốt sáng bóng như là những hạt ngọc như thế này. Hoa thì phải nói là rực rỡ tuyệt vời luôn. Hiện tại thì bắt đầu có những cái mắt nụ đã chuẩn bị trồi lên rồi đây cô chú anh chị này. Cái cây này thì những cái giả hành bự và đẹp như thế này có thể cho cô chú anh chị mình những bông hoa Tết rất là đẹp luôn. Đó, hiếm khi, ít khi mà có những cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc mà nó có nhiều thân và nó đẹp như thế này lắm luôn ạ. Giá là 170.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Đảm bảo cô chú anh chị không tìm nơi đâu được cái giá 170.000 mà cái chậu chuỗi ngọc nó đẹp và nhiều thân hoa như thế này đâu ạ. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc di linh xuân. Cô chú anh chị biết rồi, một trong những cái mặt bông mà đẹp, đẹp nở hoa thời điểm Tết đúng không ạ. Đây là toàn bộ đều là hàng ươm ki, một chậu rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên, giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái cây lan
những cây địa lan quân tử nhá. Những cây địa lan quân tử một cái chậu như này là những cây trưởng thành, và cô chú anh chị nhìn thấy là rất nhiều cặp lá đúng không ạ? Là những cây trưởng thành và Tết có thể xuân, Tết tới có thể và xuân tới có thể cho hoa rồi. Chậu như vậy em bán là 75.000 cho một chậu nhá. Cô chú anh chị có thể trồng trong phòng khách này, bàn làm việc hay là trong phòng ngủ. Thứ nhất nó vừa tạo không gian xanh, thứ hai thì nó vừa mang một cái tác dụng rất là tuyệt vời đối với thành viên trong gia đình, đó là có thể loại bỏ những cái chất khí độc hại ở trong không khí, loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google để search kiểm chứng cái lời em nói nhé. Đấy, một cái tác dụng rất là tuyệt vời, bảo vệ sức khỏe rất là tuyệt vời mà tạo không gian xanh. Có 75.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây kiều lộc bắc này, một cái chậu kiều lộc bắc cực xung xuê như thế này đó. Chậu nói chung là những cái chậu mà nó nhiều thân ấy thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Rồi đây, một cái chậu rất nhiều thân như thế này, phải đứng tựa vào nhau thì mới ở được. Cái chậu nhiều thân như thế này đây ạ, thân to đùng như cái ngón chân cái luôn và rất là đẹp. Hiện tại thì đã bắt đầu là có những cái mắt nụ chuẩn bị trồi ra rồi nhá cô chú anh chị nhá. Đâu đây em thấy là đã có cái mắt nụ sưng ra rồi đấy ạ. Đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, đã có mắt nụ sưng ra, kẽ lá chuẩn bị nứt ra khỏi thân lá như thế này luôn rồi. Đấy thì một cái chậu kiều lộc bắc đảm bảo cho cô chú anh chị một mùa hoa Tết cũng như là hoa xuân tuyệt vời. Giá có 170.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Dạ, 170.000 cho một cái chậu kiều lộc bắc này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn, chậu nào chậu đấy, thân to đùng luôn ạ. Và ở đây thì em có những cái cây dendrozaza. Đó, mặt hoa thì phải nói là quá yêu thương luôn ạ. Có những bông hoa tím đậm và có những cái bông hoa nó tím nhạt mà dòng này cho mình hoa quanh năm luôn. Mỗi chậu nhiều thân như thế này về cô chú anh chị vừa chăm sóc cây mà lại vẫn sẽ được thưởng thức hoa suốt nhé cô chú anh chị nhé. Giá em bán ở đây với giá chỉ có 25.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều cây luôn này. 25.000 cho một cây. Chậu ít khi có cái lô nào mà về nó nhiều thân như thế này luôn ạ. Bên này đây sẽ là những cây lan cắt lẹ. Dòng cắt một lá bông đại mà cây này thì cô chú anh chị nhìn thân lá cũng biết rồi là mặt bông rất là đẹp. Sắc hoa tím đỏ nhá cô chú anh chị nhá, tím đỏ cực kỳ và lưỡi vàng rất là đẹp luôn. Một cái chậu như vậy em bán 120.000. Còn bên này đây cũng là những cái chậu dendro và đây là những cái chậu cát, cũng là cát nhưng mà đây là dòng cát mini và đây sẽ là cái dòng hoa cam lửa nhá. Chậu như vậy em bán 90.000 cho chậu hoa cam lửa này. Đây là những cái cây lan ngọc nữ ạ. Một chậu rất là sum suê như thế này, chậu cực nhiều thân luôn ạ. Đó, cây này thì rất là khỏe luôn. Chậu như vậy em bán 160.000 và đặc biệt ạ. Đặc biệt ở đây em có những cây lan hồ điệp nhá. Những cây hồ điệp dòng bông đại, bông hoa to đùng luôn. Ở đây có nở mỗi một bông hoa thôi mà ngắm cũng rất là đã mắt luôn rồi cô chú anh chị này. Rất là xinh luôn ạ. Và một cái chậu lan hồ điệp như vậy này, cây rất là khỏe luôn. Để cô chú anh chị mình về có thể trồng, chăm sóc, ngắm hoa. Ngắm hoa chơi chơi rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ. 30.000 cho một cây thôi. Đó, cô chú anh chị mình lấy 9 cây. 3 cây chỉ rơi có 90.000 thôi. Đó, về ngắm hoa, trồng chăm sóc để ngắm hoa thực sự quá tuyệt vời đúng không ạ. Và sang bên này đây thì em có rất là nhiều những cái hình lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Cô chú anh chị mình lựa chọn cho em những hình lan ưng ý ạ. Xin phép em được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị. Đầu tiên thì em có cái dòng sơn thủy tiên trước. Sơn thủy tiên trước em quên mất cái hàng sơn thủy tiên. Nó giả hành bự và cắt tỉa đẹp như này. Em bán sơn thủy tiên chỉ có giá 170.000 thôi. Và dòng sơn thủy tiên em cũng có bán theo hình ấy cô chú anh chị ạ. Thì ạ, những cái rễ sơn thủy tiên rất là đẹp như thế này. Đó, mỗi một giò sẽ cho cô chú anh chị ngắm mùa hoa xuân đã mắt này. Hình này em gọi là cái hình số 52 ạ, với giá 120.000 nhá. Hình 53 cũng 120.000 đây, rất là đẹp luôn. Và hình 54 100.000 ạ, nguyên một rề luôn 100.000. Hình 55 chỗ này 2 rề với giá em bán cũng 120.000. Rồi sang bên này sẽ rất nhiều những hình lan đẹp mà đáng thưởng thức, đáng sưu tầm nhất cô chú anh chị. Hiếm khi lâu lắm rồi thì em mới có về một cái lô dáng hương đuôi cáo nó đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, những cái cây cáo vip như thế này xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 1 ạ. Hình số 1 này là nguyên một rề, 3 cây rất là đẹp luôn. Và thêm 2 cây xếp này nữa, cô chú anh chị làm một trụ hay là một chậu chật đầy luôn ạ. Hình này em xin phép bán 150.000 cô chú anh chị nhá. Nó quá tuyệt vời. Hình tiếp theo ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này, bản lá dày và năm ngoái cho những cần hoa rất là dài luôn. Đó, cái hình cáo này nó quá đẹp luôn. Hình này 3 cây to và cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đảm bảo cho cô chú anh chị một mùa hoa tuyệt vời. Lá, bản lá rất là dày ạ. Và vừa rồi mỗi một cây cho những cái cần hoa đẹp xuất sắc luôn. Hình số 2 này em xin phép được bán là 130.000 cho 3 cây cáo quá là vip và đẹp này nhá cô chú anh chị nhá.
ba cây cáo mà em nhìn tưởng như là cả một lô rất nhiều luôn, 130.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là nguyên một dề cáo luôn, hình số 4 ạ. Nguyên một dề cáo, cái hình này thì em thấy là còn rất là nhiều cây lá nhăn này cô chú anh chị này. Đó, rất là nhiều cây lá ngăn nhăn nữa nhé cô chú anh chị nhé. Đó, cái dề cáo rất là đẹp này. Bán giá rẻ bèo bọt cho cô chú anh chị mình luôn. 180.000 cô chú anh chị ạ, 180.000 cho cái dề cáo này. Lá nhăn, lá sóng nữa nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, có những cây rất là to. Tuy nhiên này, vận chuyển khai thác trên rừng về nó cũng có bị chảy xước một chút xíu ở đây. Nguyên dề khi mà ra hoa thì sẽ nở đồng loạt rất là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo là một cái phần cáo xếp V này, là hình số 4, một cái phần 4 cây cáo xếp V, chỗ này về làm một chậu thì quá xuất sắc đúng không ạ? 150.000 cho cái hình cáo xếp V này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5, một cây này thôi cô chú anh chị. Cây này vừa rồi là một mẹ hai con đấy ạ, nhưng cây con nó bị vận chuyển về bị chột mất một cây. Cây này thì bản lá rất là dày luôn, bản lá to và dày rất là đẹp luôn ạ. Đó, ít khi có cây cáo đẹp như thế này. Giò này lên chậu thì trồng 1-2 năm phải ra tiền triệu luôn. Cây cáo này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho cái cây cáo này đi nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào sưu tầm cái chậu này mà lên giò không dưới trồng 1-2 năm không dưới 5-600.000 đâu ạ. Và sang hình tiếp theo, hình tiếp theo cây này là một mẹ ba con này cô chú anh chị này. Cây cáo một mẹ ba con, đó, cao vút luôn cô chú anh chị ạ. Cái giò này vào chậu thì quá đỉnh luôn. Cây này em xin phép được bán với giá là 300.000 nhá. Cây này thì phải nói là bao nhiêu năm nay rồi thì mới có một cái cây cáo nó đẹp như thế này à. 300.000 cho cái cây cáo này nhá cô chú anh chị. Lên giò phải tiền triệu luôn cái chậu cây riêng cây cáo này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này. Hình số 7, hình này cũng là chậu phần 4 cây cáo. 4 cây cáo này em bán 100.000 thôi. Đó, cô chú anh chị muốn lấy cái hình nào em cũng có, rẻ có, đắt có nhá. 8, 4 cây cáo xếp. 6, 2, 4, 6 cây cáo xếp ạ. 120.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 9. Lô này em cũng bán 120.000 đi. Cũng có 5 cây cáo xếp, là một chậu quá đẹp. Và sang hình số 10 này, lô này cũng toàn là những cây cáo xếp thẳng đứng luôn. Thôi ạ, 2, 4, cũng 6 cây. 120.000. Và sang hình tiếp theo là một cái phần mà ba cây cáo xếp to và đẹp như thế này. Đó, ba cây cáo xếp mà cô chú anh chị vào giò thì chắc không rơi dưới 500.000 cho cái chậu cáo này đâu ạ. Ba cây cáo xếp V to đùng này. Giá em xin phép được bán là 180.000 cho ba cây cáo xếp này nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 12 này. Hình số 12 chỗ này là có ba dề cáo. Chỗ này ba dề cáo của chú anh chị ạ. À, cái này thì nó ở ngoài nắng ấy, nên là nó bị cháy nắng thôi cô chú anh chị nhá. Đấy, một cái lô cáo ba dề như này, em bán là 120.000 cho cái hình số 12 này. Và sang hình tiếp theo là hình số 13. Đây cũng nguyên một hai dề cô chú anh chị ạ. Hai dề lá cứng cáp và khỏe rất là đẹp như này. Hai dề số 13 này em bán với giá cũng 140.000 đi cô chú anh chị nhá. Cây rất là to và cực khỏe cây luôn. Hàng này không khác gì hàng thuần luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 này. Hình số 14, cái lô này là một ôm rất là đẹp như này. Đó, cây hàng cáo cây rất là khỏe và đẹp luôn. 120.000 cho 7 cây này. Và hình tiếp theo là hình số 15, 14 cây cô chú anh chị ạ. Một lô cáo 14 cây mà cây to và khỏe đẹp nhá. Hình này em xin phép bán 130.000 đi. Và sang hình tiếp theo ạ, là hình số 16 này. Cây cáo rất là to luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cây cáo này thì quá là to luôn rồi. 2, 4, 6, 8 cặp lá luôn cô chú anh chị ạ. Vận chuyển trên rừng về thì nó bị lỗi nên là bị cắt mất một tí lá. Và cây cực kỳ là to và đẹp luôn ạ. Lô cáo này này. Lô cáo số 16 này giá em bán là 150.000 ạ. Nó quá đẹp ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là những cây trúc Phật Bà. Cái dòng trúc Phật Bà này thì cô chú anh chị mình về... Những cây trúc Phật Bà là những cái dòng lan mà hoa nở thời điểm Tết, có thể nói là một trong những mặt hoa đẹp nhất của cái dòng lan rừng cô chú anh chị nhé. Ngay và vừa nở hoa Tết mà hoa thì xuất sắc tuyệt vời luôn. Ngay từ cái thân của nó đã tỏa ra cái mùi hương thơm ngai ngái như cái mùi thước bắc mà cực kỳ là dễ chịu luôn cô chú anh chị ạ. Hàng cân hiện tại của cái dòng trúc Phật Bà này phải tầm 500.000 một cân ạ. Và cô chú anh chị mà lấy hàng cân thì cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết rồi. Một thân tơ phải kèm theo 5-6 thân già, 1 kg không được, chắc chắn một điều không được nhiều thân hoa như thế này luôn.
Đó. Hiện tại thì em có cái chậu này. Chậu 17 nhá. Chậu 17 này xin phép bán 220.000 ạ. 220.000 nhá của chú anh chị nhá. Hết cái lô này thì chắc chắn là sẽ không có cây trúc Phật Bà to và đẹp như này đâu. Giá này nó quá, phải nói là quá rẻ luôn cho cô chú anh chị. Là những cây trúc Phật Bà đấy ạ. Hình tiếp theo hình 218. Cái giò 18 này, cái giò này thì rất nhiều thân và sum suê luôn như này, 240 ạ. Và sang hình số 19, cái giò này thì ít thân thôi nhưng mà cực vip luôn, cái thân nào thân đấy cô chú anh chị này. To hơn cái ngón tay cái của em nhá. Giò này xin phép bán 230.000 và sang hình tiếp theo hình 22 này. 220.000 cho hình 22 này. Và hình 23 thì lại là 230.000 nhá. Và 24, đó, 24. Em còn ít hình thôi cô chú anh chị ạ, nhanh tay sưu tầm đi ạ. 24, 220.000 luôn ạ. Rất là nhiều thân. Và sang bên này đây sẽ là hình số 25, một cái cây trâu lá kẻ. Hình 25, hình 25 một cái cây trâu này nó hơi sứt sẹo một chút xíu, trâu Thái nhá. Rất nhiều cặp lá, cây này chắc chắn một điều hứa hẹn hoa Tết đẹp ạ. Cây này em bán là 100. Đây nó hơi vỡ lá ở đây một chút nhá cô chú anh chị nhá. 120.000 luôn cô chú anh chị ạ. Hàng lá xếp rụt này, cây này cây lá kẻ này. Lá kẻ rất là rõ như thế này. Cây này 24 này em bán là 400.000 nhá, một cây lá kẻ. Và sang hình tiếp theo là hình 25. Hàng này là hàng châu Thái bóc trụ ấy. Em giới thiệu rồi, 380 1 kg, hoặc cô chú anh chị chọn theo hình này. Một cái phần mà có 3 cây rất là đẹp, 2 cây rất là đẹp như vậy, giá 160 thôi. Cô chú anh chị không tội gì mà lấy những cái cây châu thuần nó rất là đắt đỏ về để chơi đúng không ạ? Cây này thì nó quá dễ trồng dễ chăm thôi. Luôn mà cái mùa này thì là cái mùa ghép quá đẹp này. Đây 3 cây châu đẹp như thế này. Là hình số 26, 230.000. Và hình số 27 ạ. Chỗ này cũng là 3 cây. Chỉ có giá 180.000 thôi. Cây nào cây đấy lá mít rụt. Bản lá to đùng luôn như này, 180.000. Và sang hình 28. Hình này cũng là 3 cây này. Đó, 3 cây như này, 230.000 ạ. Và sang hình 29. Hình châu rừng. Châu rừng em nói rồi đấy ạ. Chỗ lô này là 7 cây luôn. Và hiện tại cũng có những cái cây, một số cây cũng đã bắt đầu là, em thấy là một số cây cũng đã bắt đầu là sưng nụ luôn đấy của chú ý chị. Không biết là có cây nào sưng nụ không. Lô này 7 cây, 140.000 nhá của chú anh chị nhá. Và sang hình số 30 ạ. Cái lô này thì 3 cây rất là to này. À, cây này có nhú nụ này. Đấy, 3 cây này 120.000 của chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo là hình số 31 ạ. 170.000 cho 3 cây này. Đó, 3 cây này hứa hẹn chắc chắn là cho cô chú anh chị một mùa hoa tuyệt vời và một trụ đẹp luôn đúng không ạ? Sang bên này thì hình kiều, kiều vàng em có bán hàng đẹp miên man luôn bên kia. Giá là hạ 170 thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em. Hình này là hình 36 này, 80.000 ạ. Hình số 37. Dề này nguyên một dề luôn, em bán là 90.000. Dề này hàng lá mít rất là đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 38. Đây nguyên một cái dề như vậy em bán là 90.000. Và hình tiếp theo đây sẽ có hai dề ạ. Lô này hai dề xanh mướt luôn. Em bán hai dề này với giá 90.000 với chậu lan hài Helen. 40.000 cho cái chậu lan hài Helen này nhá các chú chị ạ. Đâu 40.000 đâu ạ. 150.000 cho cái chậu lan hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Hoa siêu bền luôn cô chú anh chị cùng ngắm. Một số bông hài Helen mà hiện tại đang nở. Chú em có một cái khóm nó rất là nhỏ thôi mà nở hoa rất là lâu rồi đây, những bông hoa hài Helen nở trực tiếp tại vườn rất là xinh này. Đây là nở hình như đâu đã được gần một tháng rồi đấy cô chú anh chị. Cái chậu này thì về cô chú anh chị chắc là không biết là có nở hoa không hay là chờ hoa sang năm. Cây này thì dễ sống dễ chăm tận mọi vùng miền luôn, 150.000. Và sang hình tiếp theo 41 cũng 150.000. Và đây là cái chậu hoàng nhạn 42. Đó, chậu hoàng nhạn mà vườn nhà em tự trồng mà không có phân thuốc một chút xíu nào luôn. Chậu này 140.000 ạ. Hình 43, chậu này cũng 140.000 này. Đó, và sang bên này đây sẽ là một cái món quà rất là tuyệt vời từ thiên nhiên. Đó, món quà tuyệt vời, cái lô mật ong cuối mùa nhé cô chú anh chị nhé. Ôi trời ơi, mật ong cuối mùa rất là ngon. Đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô mật ong cuối mùa, vàng óng và trong vắt cực kỳ, là mở ra là thơm nức mũi luôn rồi cô chú anh chị ạ. Siêu ngon luôn cô chú anh chị nhé. Và cái mật ong khoái này thì đảm bảo chất lượng cho cô chú anh chị mình. Hàng này thì em mua nguyên tổ với dân, những cái dân mà người ta đi rừng nhặt lan rừng ấy ạ. Nguyên tổ nên đảm bảo về siêu chất lượng cho cô chú anh chị mình. Giá ở đây em bán là 230.000 cho 1 kg. Hàng em vắt sẵn như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Hàng vắt sẵn như thế này đấy ạ.
mở ra là thơm nước mũi cô chú anh chị. Làm quà tặng quà biếu thì không có gì tuyệt vời hơn ạ. Làm quà tặng hay là quà biếu cho gia đình thì không gì tuyệt vời hơn cô chú anh chị nhé. Mỗi một lần mở là lại thấy thèm. Cái này đây sẽ là chè dây mà gia đình tự sao nhé cô chú anh chị nhé. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng lên tuyết rất là đẹp như này. Chè dây thì cô chú anh chị biết rồi, rất là nhiều những tác dụng tuyệt vời mà đảm bảo chè sạch nhé cô chú anh chị. Dùng làm cho gia đình tự làm, tự nhặt từng cái lá một ở trên rừng ạ. Tự sao tay nhé. Với giá em bán là 100.000 cho một túi 1kg như này. Sau bên này thì em rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông đồng giá 2.000 cho 1kg. Rêu rừng 50.000 cho 1kg. Duy xanh 50.000 ạ. Và duy đỏ là sẽ là 60.000. Đó, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 nhé. Atonic là 12.000 một gói. Và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc châu cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000 ạ. Xúc thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ này. Và siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá 40.000 cho một lọ. Kim Kim Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Phân dê chiều dài ở đây là 20cm một túi như vậy. 20cm chỉ có giá 4.000 thôi nhé. Và à đâu, đúng rồi, 4.000. Và 40.000 thì cô chú anh chị sẽ sở hữu là 10 gói phân dê như này. Bên này thì em có phân chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp, hàng thương hiệu lâu rồi, 35.000 cho một túi. Bên này là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm em bán với giá là 35.000 cho một túi nhé. 35.000 cho một túi 1kg. Phải nói một cái sản phẩm rất là hoàn hảo. Bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. Với giá là 40.000 cho một 40.000. Đây rồi, 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi này. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí này. Mùi hương có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần và giảm đau rất là hiệu quả nhé chú anh chị. Dạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái sản phẩm mà hiện tại bên em đang có, những mặt hàng lan rừng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.